Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Minh Tuấn và trong phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ cùng nhìn lại thị trường phiên giao dịch ngày 14 tháng 6 qua phần nhận định đến từ anh Lê Văn Cập, là chuyên gia đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin được chào mừng anh Cập tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, thì trong buổi sáng đầu phiên ngày hôm nay thì thị trường đón những cái thông tin đó là Fed đã tăng lãi suất lần thứ 2 trong năm 2018. Vậy thì theo anh thì cái sự kiện này anh ảnh hưởng như thế nào tới thị trường trong phiên ngày hôm nay thưa anh? Sự kiện Fed tăng lãi suất trong hôm nay thì sau khi là tăng 0,25% thì đến cái mức là 1,75-2% thì đúng với dự báo của thị trường, của toàn các chuyên gia. Hiện nay thì Fed tăng lãi suất thì nó cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhất là chứng khoán Mỹ thì cũng đã giảm điểm phiên hôm nay, và chứng khoán Việt Nam cũng là ảnh hưởng ít nhiều. Thì điểm lại cho thị trường của chứng khoán Việt Nam hôm nay thì mặc dù những thông tin tiêu cực ở từ phía ngoài, thì trong lúc phiên giao dịch thì VN-Index cũng đã giao dịch cũng khá là tích cực, cũng có lúc là tăng điểm khá tốt, nhưng mà đóng cửa phiên hôm nay thì cũng dần co quyết liệt. Thì hôm nay phải nói đến từ các doanh nghiệp ra những cái báo cáo và kết quả kinh doanh cho quý 2 dự báo cũng khá là tốt, nhất là cổ phiếu là BR từ Bình Sơn thì cũng dự báo là kế hoạch dự báo là quý 2 của 2018 thì với doanh thu là tầm 55.000 tỷ và lợi nhuận thì tầm là 2.900, thì rõ ràng với cái thông tin tích cực này thì cổ phiếu này cũng đã vượt tăng điểm khá là tốt tại sàn Upcom. Và phiên hôm nay phải nói cổ phiếu này cũng đã góp cho cái sàn Upcom đỡ giảm sâu hơn, và cổ phiếu này dự kiến sẽ giao dịch niêm yết tại HOD vào tháng 4 2019 cũng theo kế hoạch của hội đồng quản trị. Thì ngoài cổ phiếu này thì những cổ phiếu khác là cũng ảnh hưởng đến tích cực đến thị trường, phải nói cổ phiếu HSG của tập đoàn Hoa Sen thì công ty của ông chủ tịch Lê Phước Vũ cũng đăng ký là sẽ mua vào 1 triệu cổ phiếu, thì được giữ được điểm số cho cái ngành thép hôm nay, ngành tôn hôm nay là cũng tăng khá là được. Một cổ phiếu nữa phải nói là đến từ ngân hàng Techcombank. Techcombank thì cổ phiếu này thì hôm nay là đại hội đồng cổ đông bất thường thì cũng đã sắp tới là cũng tăng vốn điều lệ lên là tầm gấp 3 lần. Thì với niêm yết từ lúc niêm yết giá cũng khá là cao, nhưng trong thời gian giá khá cao trên thị trường thì có lúc giá đã giảm về 91.000, thì với cái giá này thì cũng đã đúng như cái giá của nhà bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Thì với trong các phiên giao dịch gần đây thì cái giá cũng giao dịch ổn định. Thì với những cái Techcombank này nếu mà thực hiện khoảng tầm tháng 7 là họ chốt danh sách, và tầm cửa tháng 8 là đưa vào giao dịch những cổ phiếu. Thì với sau khi giao dịch, sau khi để niêm yết phát hành thành công thì thưởng cho cổ đông nó với tỷ lệ là 1:2, thì với cái vốn hóa thì cũng đã ngang ngửa với Vietcombank cũng lớn trên thị trường. Thì đến từ những doanh nghiệp đó, và hôm nay phải nói rằng dẫn đầu giải điểm phải nói là Vincom. Thì Vincom xét về những cái phương về mặt kỹ thuật thì giá cổ phiếu đã nằm trong vùng hỗ trợ là 120-125.000. Mặc dù phim này nếu mà Vincom vượt qua 130-137.000 thì rõ ràng cái xu hướng tích cực lên, nhưng mà phim này cũng Vincom không được giữ vững được trụ cổ phiếu tốt. Và thêm nữa là cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thì sau đó công bố cái tài liệu là sắp tới là năm 2018 sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty cũng khá là tốt, khoảng tầm 200 tỷ lợi nhuận trước thuế, mà riêng cái bảng trái cây của tập đoàn này cũng đem lại là tầm gần 4.000 tỷ. Thì rõ ràng với thông tin tích cực này thì cổ phiếu HNG và HAG của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng giao dịch tích cực, phim này cũng đã giữ được cái điểm số. Và phải nói phim này cái những ngành nghề mà giảm điểm thì đa số những ngành nghề lớn, ví dụ như là ngành bảo hiểm và bất động sản và chứng khoán ngân hàng thì giảm khá sâu, còn một số ngành tăng điểm phải nói ngành cao su, ngành thủy sản, ngành khoáng sản và ngành nhựa, thì những cái cổ phiếu nhỏ này thì cũng không có góp phần để giữ được điểm số. Và đóng cửa phiên hôm nay thì hai sàn đều giảm điểm. Thì tại sàn HOD thì giảm 1,44%, thì đứng mốc là 1.015,72 điểm. Và sàn HNX cũng giảm 1,5%, thì đứng mức là 115,92. Thì rõ ràng với thông tin thanh khoản cũng hôm nay là cũng đã cạn kiệt. Thanh khoản hôm nay với hai sàn thì tầm khoảng cỡ 5.000 tỷ.
Thì 5.000 tỷ trong đó sàn HODE là giữ còn 4.000, gần 4.500. Thì riêng giao dịch thỏa thuận thì gần 1.000 tỷ rồi. Thì xem ra phiên dịch hôm nay thanh khoản khá là thấp. Mà ngược lại, mặc dù phiên qua khối ngoại là bán ròng, phiên qua khối ngoại là có mua ròng nhẹ, nhưng hôm nay là khối ngoại quay lại bán ròng trên 500 tỷ thì tại sàn HODE khá là lớn, và tại sàn Hà Nội họ cũng bán trên 60 tỷ. Thì với cái thông tin tích cực của những cổ phiếu mà các doanh nghiệp đưa ra về kết quả lợi nhuận 2018, nhưng mà với cái tình hình như là Fed tăng lãi suất ở tác động bên ngoài vào, với lại hiện nay thì cái giá cổ phiếu của các cái trụ đỡ ví dụ Vincom cũng không giữ được, cho nên điểm số hôm nay là cũng điều chỉnh nhẹ. Vâng, và có lẽ như là thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài lệ khi mà cả thị trường Mỹ và châu Á cũng đều giảm điểm sau cái thông tin từ Fed, thưa anh. Và theo cái số liệu mà chúng tôi có được từ Tổng cục Hàng hóa Hải quan, thì số liệu thống kê hàng hóa nhập khẩu tính từ đầu năm đến tháng 5 năm 2018 thì cả nước đạt là 185,99 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9%, thưa anh. Vậy thì cái số liệu này ảnh hưởng như thế nào với thị trường chứng khoán hiện tại và trong tương lai, thưa anh Cầm? Với thông tin mà theo Cục Thống kê thì cũng vừa công bố, thì tình hình xuất nhập khẩu 5 tháng của Việt Nam thì tăng trưởng là 13,9%. Thì so với xuất nhập khẩu, là hiện nay thì cái thặng dư của trong tháng 5 thì tầm 340 triệu đô la. Thì tổng cho 5 tháng thì hiện nay cái thặng dư của xuất nhập khẩu thì tầm 2 tỷ 6,7 tỷ đô la. Thì rõ ràng với thông tin tích cực, với cái tích cực về thặng dư dư lên liên tục, thì rõ ràng với cái tình hình mà Fed có tăng lãi suất thì những tình hình ổn định về thặng dư này còn. Và rõ ràng phải nói rằng trong thời điểm từ 5 tháng đến đây thì cái tín dụng của ngân hàng bơm vào các doanh nghiệp sản xuất cũng khá là lớn. Thì hiện nay cái tín dụng cho sản xuất và cho xuất khẩu thì cho cái mảng này thì tầm 15%. Thì điều đó là cũng tín hiệu tích cực mà để cho giữ được cái tỷ giá trong thời gian sắp tới. Thì điều này làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ được là ổn định hơn, mặc dù Fed tăng lãi suất. Phần tin cập, và sau cái đợt điều chỉnh vừa rồi thì không biết là hiện nay cái chỉ số PE của VN Index đã có được cái mức mà đánh giá là tương đồng với cái thị trường lân cận chưa, thưa anh? Và theo anh thì dưới góc nhìn một chuyên gia, có phải đây là thời điểm mà để các nhà đầu tư quay trở lại tham gia thị trường không, thưa anh? Nhắc lại đợt điều chỉnh thì vừa rồi thì phải nói là những cái chuyên gia đều dự báo là cũng điều chỉnh nhẹ, nhưng mà thị trường cũng đã giảm khá là sâu. Phải nói trong những nguyên nhân đó, phải nói rằng là nhà đầu tư chốt lời mạnh mẽ trong thời gian trước. Cái thứ hai là để cái giảm điểm đợt mạnh vừa rồi phải kể đến là các cái khối ngoại họ bán ra liên tục. Và cái thứ ba là cái lượng dư nợ margin khá là lớn trên thị trường. Thì với cái thời điểm vừa rồi qua thì VN-Index biến động khá là mạnh. Và trong thời điểm hiện nay thì từ cái giá mà đỉnh cao nhất là 1.200, cái đúc hiện nay đang dao động tầm 1.000 điểm, thì rõ ràng hiện nay để B trên E của VN-Index thì tầm khoảng cỡ 18 năm. Thì nếu mà E trên B tỷ suất lợi nhuận thì tầm khoảng 5.4, thì rõ ràng với cái BE hiện nay của thị trường Việt Nam thì xem như cũng đã hợp lý với các cái thị trường trong khu vực. Thì với những cái thông tin mà hợp lý các ngang ngửa các thị trường trong khu vực, mà hiện nay với cái nhà đầu tư thì họ cũng đã xem xét và đã tính toán họ sẽ mua vào với cái thị trường này. Vâng, xin cảm ơn Cập, và có lẽ đây cũng là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội và dần tích lũy cổ phiếu. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, anh có thể khuyến nghị đến các nhà đầu tư cái nhóm ngành nào và để các nhà đầu tư có thể có một cái giao dịch ngắn hạn trong lúc này, thưa anh Cập? Với tình hình hiện nay thì với cái PE của thị trường cũng khá là tốt rồi. Với lại hiện nay thì trong ngắn hạn thì nhà đầu tư cũng nên chọn những cái ngành ổn định. Phải nhất là tôi đánh giá là ngành ngân hàng. Thì điểm qua thì ngành ngân hàng thì thường là giảm sâu thì nó cũng sẽ lên mạnh. Các cổ phiếu ngành ngân hàng phải điểm lại là trong tháng 4 là của ngành ngân hàng này giảm tầm 14%, và trong tháng 5 thì giảm 11%. Thì trong tháng 6 năm hiện nay thì cái ngành ngân hàng này
thì mặc dù có điều chỉnh nhẹ nhưng mà theo tôi những cái ngành này thì cũng có thể xem xét để đầu tư. Vì có những cái động thái tiếp tục là trong quý 1 thì để tổng kết lại quý 1 thì hiện nay cái tăng trưởng của cái HOD quý 1 đã báo cáo đó, thì tầm tăng trưởng 21%. Thì ngành ngân hàng cũng góp phần rất là lớn vào cái tăng trưởng đó. Và lợi nhuận của các ngân hàng cũng đã tăng lên đáng kể. Thì với cái thu nhập của 27 ngân hàng niêm yết trên 3 sàn thì tầm là có 56.000 tỷ. Thì với cái thu nhập trước thuế thì tầm cũng 20.000 tỷ. Thì rõ ràng với cái tăng trưởng so với năm trước là trên 50% về lợi nhuận và 35% về cái tỷ suất lợi nhuận, cái thu nhập. Thì rõ ràng cái ngành hàng nó cũng sẽ tiếp tục để tăng trưởng tiếp. Vì trong quý 1 báo cáo vừa rồi, trong quý 1 thì các ngành ngân hàng này thì cái quý 1 là phải nói rằng là cái quý mà là điểm chuẩn của cái báo cáo lợi nhuận của ngành hàng. Nhưng mà với cái thông tin tích cực như vừa rồi đã thống kê thì rõ ràng của ngành ngân hàng chỉ đem lại trong quý 2, quý 3 và quý 4 thì các cái tháng còn lại thì sẽ điểm tích cực cho cái khối ngân hàng này. Thì thôi, từ những ngành ngân hàng thì nên thích hợp để đầu tư trong thời điểm hiện nay với cái những cái giá hiện nay là hợp lý. Xin được cảm ơn anh Cập với nhận định vừa rồi. Những nhận định vừa rồi của anh Lê Văn Cập cũng đã khép lại phần 1 chương trình Giờ Cửa Sổ, và quý vị đừng vội chuyển kênh. Chương trình sẽ quay trở lại trong phần 2, phần điểm tin. Quý vị đừng quay trở lại phần 2 chương trình Giờ Cửa Sổ, và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex, mã chứng khoán là VOC, vừa thông qua kế hoạch doanh thu năm 2018 tăng trưởng hơn 9% so với năm trước, đạt con số là 4.800 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế vẫn duy trì ở mức là 300 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, thì công ty dự kiến phát triển kênh công nghiệp trong nước và đồng thời xâm nhập sâu vào kênh xuất khẩu. Đây là hai phân khúc chiếm khoảng 50% quy mô thị trường và có mức tiêu thụ tăng trưởng từ 8 đến 11% trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2022. Đại diện Vocarimex cho biết, hướng đi của công ty là chú trọng gia tăng sản lượng, xây dựng hệ thống phân phối và thương hiệu hơn là đối đầu trực tiếp với những doanh nghiệp cùng ngành. Năm ngoái thì Vocarimex đã ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt là 4.388 tỷ đồng và 300 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi cổ tức 12% và hoàn thiện hồ sơ để niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019. Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán là HNG, vừa đưa ra dự kiến trình hội họp cổ đông năm 2018 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong buổi họp được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Theo đó thì các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp đạt lần lượt là 6.217 tỷ đồng và 2.766 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Trong đó thì mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất cơ cấu doanh thu với khoảng 64%. Cụ thể như sau, dự kiến năm 2018 thu được hơn 106.200 tấn chuối, mang lại doanh thu là khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 983 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì một số loại cây ăn trái khác cũng mang về nguồn thu lớn như thanh long, ớt, xoài, chanh dây với tổng doanh thu ước đạt là 2.237 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ước đạt là 1.162 tỷ đồng. Về kế hoạch đầu tư năm 2018 thì Hoàng Anh Gia Lai cho biết đối với ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia từ nguồn trái phiếu chuyển đổi. Việc phát hành này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 7 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2018, thưa quý vị. Ngay sau thông tin công bố bà Nguyễn Thị Cúc xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG và bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, thì cổ phiếu của BNG đã giảm sâu, có lúc đến 7% trong phiên, thưa quý vị. Trước phiên giao dịch ngày hôm qua 13 tháng 6, thì cổ phiếu BNG giao dịch quanh mức là 174.500 đồng một cổ phiếu. Trước tình trạng giá cổ phiếu biến động mạnh, thì chủ tịch BNG đã lên tiếng trấn an cổ đông. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, công ty chứng khoán HSC cũng đã có bản nhận định cho rằng BNG thực sự không bị ảnh hưởng bởi điều này, lý giải là do bà Cúc bị điều tra vì hành vi thiếu trách nhiệm trong thời gian công tác tại Ngân hàng Đông Á, nên điều này không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty hiện tại. HSC vẫn sẽ tiếp tục duy trì đánh giá khả quan đối với cổ phiếu BNG và cho rằng giá cổ phiếu giảm phiên ngày 13 tháng 6 hoàn toàn là do tâm lý ngân hàng, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của BNG. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm nay, thì Lọc Hóa Dầu Bình Sơn dự kiến sản xuất khoảng 3,57 triệu tấn sản phẩm, nhưng tiêu thụ đến 3,6 triệu tấn, đạt 57,2% kế hoạch của năm.
doanh thu ước đạt là 55.359 tỷ đồng, thực hiện được 70% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước là hơn 5.800 tỷ đồng, đạt 69.7% kế hoạch của năm. Công ty ước lợi nhuận sau thuế thu khoảng là 2.947 tỷ đồng, tương đương là 84.7% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm. Dự kiến vào ngày 21 tháng 6 tới thì Lọc Hóa Dầu Bình Sơn sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Quảng Ngãi. Các công tác chuẩn bị cho việc chuyển đổi mô hình công ty gần như đã hoàn tất. Bên cạnh đó thì BSR cũng đang tích cực trong công tác nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện đã triển khai được gần một nửa chặng đường kể từ thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Sau nâng cấp mở rộng thì nhà máy lọc dầu Dung Quất kỳ vọng đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương với Euro 5 và đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhất. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc chấp thuận niêm yết hơn 15 triệu cổ phiếu TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên sàn HOSE. Trước đó thì TVB giao dịch trên sàn Upcom từ tháng 6 năm 2015. Sau hơn 3 năm giao dịch, cổ phiếu TVB đã tăng lên 125% từ mức 11.200 đồng một cổ phiếu lên 25.200 đồng một cổ phiếu tính tới thời điểm kết phiên ngày 13 tháng 6 vừa qua. Năm 2018 thì TVB đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh với doanh thu dự kiến đạt 45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 22,5 tỷ đồng, tăng lần lượt là 87,5% và 73% so với năm 2017. Kết thúc quý 1 năm 2018, TVB đạt doanh thu là 8,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt là 3,8 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy thì nếu so với kế hoạch của năm, TVB mới chỉ đạt được 18% chỉ tiêu doanh thu và 16,8% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra. Xin tiếp tục với những thông tin về thị trường thế giới thưa quý vị. Đã khổng lồ công nghệ Mỹ Facebook vừa công bố tính năng mới cho phép người dùng có thể đánh giá các quảng cáo xuất hiện trên trang của họ. Theo đó thì những quảng cáo nào bị đánh giá thấp điểm sẽ bị gỡ bỏ. Động thái mới của Facebook nhằm cải thiện tình trạng người dùng bị lừa mua các sản phẩm kém chất lượng do có quá nhiều quảng cáo sai sự thật. Người dùng Facebook có thể để lại đánh giá về quảng cáo mà mình đã xem. Trong trường hợp có đánh giá thấp, những đơn vị đăng quảng cáo sẽ được trao cơ hội để cải thiện, nhưng đi kèm với việc đó là sẽ bị giảm tần suất xuất hiện trên kênh cá nhân của người dùng. Facebook cho rằng tính năng mới này sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc tiếp cận quảng cáo, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của các đơn vị đăng quảng cáo. Tính năng mới này cũng nằm trong chuỗi hành động vì người dùng của Facebook sau hàng loạt các vụ bê bối xảy ra trong thời gian vừa qua. Tòa án Liên bang Mỹ đã bật đèn xanh cho phép AT&T thâu tóm hãng sản xuất phim Time Warner với giá là 85 tỷ đô la thưa quý vị. Chiến thắng của gã khổng lồ viễn thông đã giáng một đòn mạnh vào Bộ Tư pháp Mỹ khi bộ này đã kiện AT&T vi phạm luật chống độc quyền. Chính phủ Mỹ cũng đã ra sức ngăn chặn thương vụ này vì cho rằng một công ty không nên có quyền kiểm soát cùng lúc toàn bộ mạng điện thoại, băng thông rộng, dịch vụ truyền hình vệ tinh DirecTV và giờ đây là toàn bộ nội dung của hãng phim Time Warner. Đây là vụ sáp nhập lớn thứ tư trong lịch sử mạng viễn thông, truyền thông và giải trí toàn cầu. Cổ phiếu của Time Warner đã tăng lên 5% vào hôm thứ Ba sau khi tòa án bật đèn xanh cho vụ sáp nhập này. Toyota vừa đồng ý mua 1 tỷ đô la cổ phiếu của Grab Đông Nam Á. Đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực gọi xe toàn cầu của một nhà sản xuất ô tô. Giá trị của Grab sẽ lên đến hơn 10 tỷ đô la sau khi thương vụ này diễn ra. Khoản đầu tư từ Toyota sẽ giúp Grab tiếp tục mở rộng các dịch vụ từ trực tuyến tới ngoại tuyến như giao thực phẩm, thanh toán điện tử tại khu vực Đông Nam Á. Khoản đầu tư này của Toyota là một phần nằm trong vòng gọi vốn trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ năm ngoái của Grab. Trong đợt gọi vốn lớn nhất này, hai công ty là Didi Chuxin và SoftBank Group Corp cũng sẽ trở thành nhà đầu tư chính của ứng dụng gọi xe lớn nhất Đông Nam Á. Theo thỏa thuận thì một nhân sự cấp cao của Toyota sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Grab. Ngoài ra, nhân sự của Toyota khác sẽ được chọn là một giám đốc của startup gọi xe này. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch đầy giằng co và kết phiên giảm điểm sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất. Kết phiên thì chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,47%, S&P 500 giảm 0,4%, còn Nasdaq thì giảm 0,11%. Ở nhóm Dow Jones thì cổ phiếu Boeing và Caterpillar dẫn đầu đại giảm, trong khi cổ phiếu của Walt Disney tăng 1,98%. Nhóm S&P 500 ghép phiên đầy ảm đạm, chỉ riêng nhóm ngành hàng tiêu dùng có phiên giao dịch tích cực. Các cổ phiếu công nghệ thuộc nhóm Nasdaq đã đồng loạt tăng điểm sau khi tòa án chấp thuận cho AT&T mua lại hãng phim Time Warner với giá là 85 tỷ đô la. Tuy nhiên thì cổ phiếu của AT&T lại bốc hơi 6,2%, khiến cho các nhóm cổ phiếu viễn thông thuộc S&P 500 giảm 4,5% trong phiên vừa qua. Phần lớn các chỉ số chính của Phố Wall đều đã trải qua một phiên giao dịch đầy giằng co trước khi giảm điểm vào cuối phiên. Lãi suất cho vay được Fed nâng từ 1,75% lên 2% và dự kiến sẽ còn 2 lần nâng nữa trong năm 2018. Điều này khiến thị trường lo ngại lãi suất cho vay sẽ tiếp tục tăng cao, khiến hầu hết các chỉ số đều giảm điểm chỉ trong 30 phút cuối của thị trường giao dịch ngày hôm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 chương trình giờ kết sổ và quý vị đừng vội chuyển kênh. Chương trình sẽ quay trở lại trong phần 3, phần phân tích các cổ phiếu nổi bật trong ngày.
Quý vị đã quay trở lại phần 3 chương trình Giờ Cửa Sổ, và ngay sau đây sẽ là phần phân tích những cổ phiếu nổi bật trong ngày đến từ anh Lê Văn Cập. Chào mừng anh Cập quay trở lại phần 3 chương trình. Thưa anh, thì trong phần 3 này chúng tôi muốn mời anh Cập phân tích chuyên sâu về một cổ phiếu, một nhóm ngành mà lâu rồi rất được các nhà đầu tư chú ý trở lại, đó là nhóm ngành hàng không, mà cụ thể ở đây là cổ phiếu của Vietjet Air, VJC. Xin mời anh. Vietjet là một cổ phiếu hàng không, là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Với chi phí thấp và phải nói về công nghệ là cũng rất là tiên tiến nhất về bán vé. Thì cổ phiếu này thành lập năm 2007 và hoạt động thì mùa Giáng sinh năm 2011. Thì với cái thông tin mà Vietjet đem đến cho thị trường thì cổ phiếu này niêm yết tại HOSE tháng 2 năm 2017. Với ngày đầu tiên thì giao dịch là tầm 300 triệu cổ phiếu, với giá đóng cửa là 108.000. Một cổ phiếu phải nói là tốt, hot ở trên thị trường. Thì điểm lại những cái cơ bản của cổ phiếu này. Với tình hình trong năm 2017 thì cổ phiếu Vietjet cũng tăng vốn điều lệ, vừa rồi cũng chia cho cổ đông 40% bằng cổ phiếu, thì nó tăng vốn và phát hành cho riêng lẻ thì tầm 22 triệu. Và sắp tới, tức là cuối tháng này, thì Vietjet cũng sẽ chia cho cổ đông 20% bằng cổ phiếu nữa. Và thời điểm như hiện nay thì với cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 451.343.000 cổ phiếu, thì tương đương vốn hóa thị trường này là 81.100 tỷ. Thì rõ ràng với cái vốn hóa của Vietjet hiện nay thì cũng nằm trong những cổ phiếu lớn ở tại HOSE. Thì những cái tình hình kinh doanh phải nói là EPS hiện nay của Vietjet thì cũng đã là 11.356 đồng về B book value thì tầm 25 năm. Về B/E thì cũng thấp, thì tầm 15.7. Thì với những thông tin phải nói rằng là tổng tài sản phải đi để phân tích, tổng tài sản của Vietjet thì tầm 32.000 tỷ. Thì với cái nợ ngắn hạn tầm 13.000, nhưng mà tổng tài sản ngắn hạn thì tầm 18.000 tỷ. Thì với những thông tin mà Vietjet đem lại cho kế hoạch của 2018 thì Vietjet đưa ra cái doanh thu là gần 51.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế thì tầm 5.000. Nhưng mà trong quý 1 vừa rồi thì Vietjet cũng đã thực hiện được là 12.000, hơn 12.000 tỷ về doanh thu, và lợi nhuận thì tầm 1.395 tỷ. Thì với cái EPS hiện lại quý 1 của Vietjet đem lại thì tầm 3.000, nó một cái doanh nghiệp phải nói rằng là cũng hiếm hoi để EPS quý 1 cao như vậy. Thì với những thông tin phải nói rằng là hiện nay thì cái Vietjet có là 6 công ty con và 2 công ty liên kết, cũng đem lại cái chuỗi kinh doanh khá là tốt. Và nhân viên của Vietjet đến ngày 31 tháng 3 2018 thì tầm 3.308 nhân viên, thì tăng khoảng 164 nhân viên so với cuối năm 2017. Thì hiện nay phải nói để phân tích để mà cổ phiếu này, thì cái ngành hàng không của Việt Nam thì một trong những năm cái thị trường mà phải nói rằng là phát triển tốt nhất trong hiện nay. Việt Nam là phải nói rằng về năm 2017 thì cái lượng mà nhu cầu là bay của hàng không là 94 triệu lượt, thì tăng trưởng là tầm hơn 19% so với cái giai đoạn từ 2006 cho đến 2016. Thì sắp tới phải nói rằng những cái yếu tố mà phải nói ngành hàng không cũng sẽ tiếp tục để thăng hoa. Phải nói là hiện nay thì cái nhu cầu, cái thu nhập của người dân là đã tăng lên đáng kể, cộng lại cái những cái hãng hàng không giá rẻ cũng đã đưa ra, thì cái nhu cầu của chính phủ hiện nay phải nói để làm cho nước ngoài, tức là kích thích giao dịch nước ngoài, thì hiện nay chính phủ cũng đã bỏ một số thị thực như là các nước Anh rồi Pháp và Đức rồi, thì bỏ thị thực đó. Thì điểm lại phải nói trong 2017 thì cái lượng khách nước ngoài đến Việt Nam thì tầm hơn 10 triệu lượt, và trong quý 1 vừa rồi thì cũng trên 3,4 triệu lượt, thì tăng trưởng đi tầm 28%. Thì cái nhu cầu phải nói rằng là hàng không là khá là lớn. Thì với lại chính phủ hiện nay thì với cái nhu cầu
quan hệ, tức là giao lưu kinh tế thì cũng khá là lớn. Cho nên với cái ngành này thì theo tôi thì điều đó cũng đều là một cái sự mở đường tốt cho tốt và sắp tới là tốt cho nhà đầu tư. Và với cái giá Vietjet trong hiện nay thì điểm cao nhất của Vietjet trong vừa qua thì 227.000, thì thấp nhất của Vietjet trong thời gian 5-2 tuần đó thì tầm 78.100. Thì rõ ràng trong thời điểm hiện nay với cái giá 175.000 này, thì rõ ràng trong cái xét về những xu hướng kỹ thuật thì mặc dù giá điểm cao của Vietjet từ đỉnh cao rơi xuống thì nằm trong cái vùng hiện nay, nếu mà nhà đầu tư quan tâm thì có thể đầu tư được, có nằm trong vùng giá là tầm 120-130.000 thì nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư, và cái mục tiêu của giá này có thể về đến 190-200 thì nhà đầu tư có thể xem xét. Với cái, những cái thông tin tích cực, với cái nhu cầu đi lại hàng không tích cực, thì có thể Vietjet sẽ đem lại những dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư hiện nay. Xin được cảm ơn anh Cập, và hy vọng là với phần phân tích rất là sâu của anh vừa rồi thì các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn sáng suốt để lựa chọn cổ phiếu Vietjet, thưa anh. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhờ Cái Sổ ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.